Ngày 10 tháng 5 năm 1949, tỉnh ủy Thủ Dầu Một chấp hành chỉ thị của xứ ủy Nam Kỳ đã thành lập các ban gồm ban văn thư, ban tài chính và ban tuyên huấn trực thuộc cấp ủy. Ngành tuyên huấn của tỉnh ngay từ khi ra đời đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng, góp phần động viên tư tưởng, tinh thần quân dân địa phương trong suốt thời kỳ kháng chiến. Trong 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngày 10 tháng 5 năm 1949, ngày 10 tháng 5 năm 2024, ngành tuyên huấn tỉnh Thủ Dầu Một trước đây và nay là ngành tuyên giáo Bình Dương đã luôn đi đầu trong mọi mặt trận tư tưởng của đảng để tuyên truyền, cổ vũ động viên nhằm tạo đồng thuận của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Dự án đường Vành Đai 3 đi qua tỉnh Bình Dương là dự án giao thông trọng điểm của vùng. Trong gần 2 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã nỗ lực triển khai thực hiện các bước trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, trong đó không thể thiếu được công tác tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở đối với từng trường hợp thu hồi đất để người dân doanh nghiệp hiểu rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng của dự án và tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ dự án. Vì vậy, đến thời điểm này, công tác đền bù của dự án đã cơ bản đạt được kế hoạch đề ra. Đối với lại đảng ủy thì cũng đã có cái thường xuyên trao đổi công tác phối hợp với lại các cái ngành có liên quan, nhất là hội đồng giải tỏa phóng mặt bằng của thành phố. Bên cạnh đó, những cái trường hợp cụ thể cũng có cái xem xét hồ sơ cũng như trường hợp hoàn cảnh điều kiện cụ thể, kiến nghị hội đồng của thành phố để giải quyết thỏa đáng cái nhu cầu của người dân. Trong suốt 75 năm qua, đồng hành cùng nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành tuyên giáo Thủ Dầu Một, Bình Dương đã luôn bám sát vào định hướng của tỉnh ủy, luôn đi đầu trong mặt trận tư tưởng của đảng để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, đồng thuận để thực hiện các chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với các nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng. Chúng ta cần phải đẩy mạnh cái khâu là nội dung tuyên truyền phải gắn với thực tế, gắn với thực tiễn, thì cái đó mới là cái mà đi vào cuộc sống được. Và người dân là những cái rất là đa dạng về cái nhận thức. Thế cho nên là cái nội dung nó phải gắn liền với thực tế từng đối tượng. Đặc biệt sau 27 năm chia tách tỉnh, Bình Dương đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành hình mẫu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, khi trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước và trở thành địa phương nhiều năm liền có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Điều đó cho thấy những đóng góp rất lớn của ngành tuyên giáo Bình Dương và những người làm công tác tuyên giáo trong công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội để tạo ra sự đồng thuận xã hội, thực hiện cái mục tiêu và nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội. Để ý đảng hợp lòng dân là một cái chủ trương mà rất là thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 11 của tỉnh đảng bộ. Thì chúng ta thấy là cái chủ trương này là nhiều chi bộ, nhiều đảng bộ cơ sở đã triển khai bằng những hành động cụ thể như là mô hình cà phê sáng, đối thoại với nhân dân của các đảng bộ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, hay là cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố Thuận Dĩ An chẳng hạn, thì chúng ta thấy là chính những cái mô hình này nó tạo nên cái sự lan tỏa, tạo nên cái sự đồng thuận, làm cho các cơ quan trường học cũng như là các chi bộ đảng bộ của chúng ta tạo cái sự phấn chấn, tạo cái sự mà kết nối rất là chặt chẽ giữa lãnh đạo địa phương với lại mọi tầng lớp nhân dân. Bình Dương đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh trở thành đô thị văn minh hiện đại. Vì vậy, sự đồng thuận của nhân dân sẽ tạo nền tảng vững chắc nhằm ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường sống lành mạnh và an toàn để người dân và cộng đồng doanh nghiệp yên tâm gắn bó lâu dài và góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đây chính là chìa khóa vàng cho sự phát triển của Bình Dương trong thời gian qua. Vì vậy, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong những năm tiếp theo là hết sức nặng nề. Cái thứ nhất là về xác định cái đội ngũ là công tác tuyên truyền thì cần phải mạnh, cứng, có cái sự hiểu biết tốt. Thứ hai, đó là cái nội dung tuyên truyền thì chúng ta cũng cần phải đa dạng, phong phú hơn. Thì chúng ta cần phải xác định rất nhiều đối tượng tuyên truyền. Cái thứ ba là cái phương pháp tuyên truyền. Rất là nhiều các cái phương pháp tuyên truyền nhưng mà đừng có gây cái sự nhàm chán, gây cái sự khó chịu mà phải làm để cho nó đi vào cuộc sống. Kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm thành lập, ngành tuyên giáo Bình Dương đang góp phần tích cực tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị, ý chí, hành động trong nội bộ đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội đã đề ra.